Xin chào tất cả quý khán giả của Facebook của Lỡ Bình Hồ, và chúc quý vị ở Việt Nam thì buổi sáng một ngày rất là vui vẻ và hạnh phúc. Ở Mỹ thì coi như bằng đêm. Cái chương trình mình như bây giờ đổi quá là vào bằng đêm á, để mình đối thoại. Có một số người gọi và hỏi là anh có thể nào làm cái chương trình ở Mỹ bằng đêm để chúng tôi đối thoại. Đối thoại của người hải ngoại có nghĩa là những cái người mà bất đồng ý kiến, để Bình Hồ sẵn sàng đối thoại với mọi người đó, và mình cùng chia sẻ những cái gì mà có hiểu biết với nhau. Hy vọng rằng chúng ta gỡ được cái mối gốc và coi như chúng ta ngồi lại và nói chuyện với nhau để có một cái đáp số rất là cho đất nước, hay là cho tất cả mọi người hiểu với nhau. Cảm ơn quý vị. Thành ra bây giờ là coi như ngày mai là bên không có chương trình của là bên hôm có chương trình là buổi sáng ở Việt Nam là 8:30 tối nữa. Vì bây giờ bên hôm muốn dành cái chương trình này cho ở Đức Mỹ và đối thoại những cái số người ở Đức Mỹ này. Nghe miễn phí nữa. Cái gì miễn phí hết á. Nhưng mà qua thời gian đó họ sẽ thanh lọc lại. Rồi ai là coi như trong còn mấy năm đó, tôi nhớ hình như 5 3 năm gì đó, rồi họ sẽ là quay thành lọc lại, rồi họ bắt mình đi làm đó. Nhưng mà còn số thì coi như họ chưa muốn làm, họ cũng tìm cách để mà trốn thân. Còn số thì phải đi làm, mặc dù đi làm ít nhiều chứ mình cũng đi làm, đi làm ít thì họ cũng cho thêm cái tiền mà trợ cấp phụ thêm, mà cũng phải đi làm. Thế thành coi ai cũng bước qua Mỹ thì cũng có hưởng cái trợ cấp của Mỹ hết á. Bất cứ ai qua đây ít nhiều chứ không có. Có người 5 3 tháng gì ít nhiều chứ không có. Không có hưởng trợ cấp của đất nước Mỹ đấy. Nhưng mà chúng ta giác ngộ cái chỗ á, là khi chúng ta qua đây mà chúng ta hưởng những cái trợ cấp đó, là không nghĩa có chúng ta được hưởng bệnh viện. Chúng ta hưởng một thời gian nào đó để mà chúng ta có cái đời sống ổn định. Rồi bắt đầu chúng ta đi làm để mà coi như mà nó đỡ gánh nặng của Mỹ ấy. Rồi mình nhường cái khoản lại cho những người mới qua, những người sau này họ mới qua. Đó là cái nhận thức về cái kiến thức của mỗi người. Đây. Nếu mà con sống ở California và thấy cái cuộc sống ở Mỹ dễ quá, dễ kiếm tiền quá, chỉ cần nói xiên xẻo, nói lão một chút là coi như là có, là vừa có bên này trợ cấp và vừa làm tiền nữa. Nên cái đó cái hình thức mà coi cũng là ăn cắp đó quý vị. Nhưng mà ăn cắp bên này, ăn cắp là coi như qua gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Rồi đến bây giờ nữa, đến bây giờ đó quý vị, đến bây giờ đó coi họ cũng là coi như suốt cả mấy chục năm họ vẫn vay hưởng cái đó, đóng rồi bỏ đất Mỹ. Nhưng đây là tôi nói những cái thành phần mà coi như họ họ lợi dụng nha, lợi dụng chứ không phải là thành phần mà nói mà họ có cái hoàn cảnh thì coi như họ hưởng được cái tiền này thì ok. Nhưng mà cái thành phần mà lợi dụng á, họ đấu tranh kinh khủng lắm, chống cộng kinh khủng lắm, nó ra quay làm kinh khủng lắm. Rồi cuối cùng về là coi như họ cũng ăn bám, rồi họ chê đất Mỹ là coi như đồng minh phản bội, đâm sau lưng chiến sĩ đủ thứ hết. Rồi họ về cũng có như đầu tháng cũng nhận được cái check của là Mỹ cho. Ngồi đi chứ. Ra họ nói tâm lớp hết. Rồi cái đồng minh phản bội bây giờ chúng tôi phải đó. Rồi họ cũng đi theo đồng minh qua đây. Để mà ở với đồng minh. Để ăn với đồng minh. Rồi bây giờ chửi lại đồng minh nữa. À, chứ ông Donald Trump lên á. Nó cắt cái phúc lợi một chút thôi. Rồi còn chửi, chửi, chửi được ông đồng minh. Đó, ông Trump đó, Donald Trump đó. Chửi. Cái gì mà đụng tới quyền lợi của họ là coi như là thiếu một chút là họ chửi à. Họ la, họ đòi trút phế đó. Cuộc sống ở Mỹ như vậy đó quý vị. Tôi thì khác, tôi thì coi tôi rất là coi như cảm ơn cái đất Mỹ này. Và tôi hy vọng là coi tôi trả được cái gì tôi trả. Còn mà tôi trả không nổi thì coi như con tôi trả. Trả đấy, còn mà coi như những người kia họ họ cũng vậy như vậy. Mà cái điều tốt nhất là tôi nói là coi như quý vị không cần trả nữa,
Nói con cái quý vị là sống tốt đẹp là được rồi. Đừng có bị tội, đừng có vào si ke thuốc phiện, đừng có vào coi như một cái vấn đề mà tệ nạn của xã hội được rồi. Và họ là quay cũng là quay sống cho tốt được rồi. Ăn những cái đồng tiền coi như tuổi già hay tiền bệnh gì đó họ hưởng yến được rồi. Đừng có khuấy rối coi như cái cộng đồng nữa. Tội nghiệp cho cộng đồng. Bây giờ cộng đồng Nam Cali á, tội nghiệp lắm. Có nhiều người á, họ họ làm ăn về cái công việc của Việt Nam á. À, công Việt Nam chứ họ mà không đi chia theo chiều hướng á, là bị tẩy chay. À, bị không mua bán gì được hết á. Thành nó hòn khổ lắm, sống trong cái cảnh mà coi như mà buôn bán với người Việt hòn khổ lắm quý vị. Nó chưa Tết tới đây này. Bắt đầu là coi như bày ra chiêu trò khác. Rồi ai mà không ủng hộ đó, bắt đầu là nhắm cái đó là bắt đầu là đói để tẩy chay, đừng mua hàng hóa trên cái chợ đó hay là cái chỗ mà coi như mà cái business đó. À, họ hèn lắm, họ hèn mấy chục năm, nó hèn kinh khủng lắm, họ ác luôn, ác với dân luôn, họ ác với dân ở Cali luôn, mà không không tôi chưa nói Việt Nam đâu, ác với coi ở Cali á, với hèn với coi ở Cali nữa. À, có phải khi họ khuyên họ không cho là coi như họ, họ tẩy chay rồi họ nói ừ cái coi như cái hàng chợ này chợ nọ không có khuyên có phải đừng tới đó mua như vậy ác hay là hèn chứ đừng nói mà họ hèn vậy là coi như 97 triệu dân hay là ác với mấy triệu dân của nước Việt Nam tại những cái giao dịch qua làm bạn là qua kết bạn với thành phố này họ đi biểu tình họ không muốn là coi như Việt Nam mình làm bạn kết bạn với một thành phố này đó họ để cho coi như đất nước Việt Nam mình nó suy sụp đó thế là họ mới vừa lòng mà chỉ vì là quay tất cái đảng cộng sản thôi chân đỏ thôi mà coi như họ là coi như là không muốn là coi như cả 97 triệu dân là có cuộc sống mới tốt đẹp khi họ giao dịch làm ăn họ kết bạn làm ăn thì coi như họ phải lên chuyển hàng qua để giao dịch thì tốt hơn là mình dùng hàng China hay là các quốc gia khác phải không? Mà họ không chịu như vậy. Họ không chịu là coi như một kết bạn như vậy. Họ muốn cho người dân nghèo, nghèo và đứng nổi dậy. Mà bây giờ người dân đâu có ai nghèo đâu. Bây giờ cơm ăn, chứ họ ăn là ăn thì phải sung sướng. Phải mặc cho đẹp. Còn đất nước nào không có số nghèo hết đó. Ở Mỹ đó, quý vị coi như về Nam Cali á, người vô gia cư ở đây. Người người mà vô gia cư á, Việt Nam á, đây dưới cái đang nghèo hay giàu mà cái số người ở Cali bao nhiêu người à, bây giờ cộng lại cả Cali luôn khoảng chừng 700-800 cỡ đó 700-800 ngàn người mà vô gia cư nhiều lắm thiếu ăn thiếu uống nhiều lắm thì họ nghèo thì ăn trợ cấp là phải nghèo rồi chứ còn cái gì nữa phải không ăn trợ cấp là nghèo rồi mà họ không nói họ cứ đè đất nước Việt Nam mình ai mà coi còn chút chi đi quý vị biết những người đi xin ăn là những người đó là không phải là nghèo đó nha với những người đó là làm biển xin một ngày giống như ở Mỹ đây có cái chỗ mấy cái chỗ mà nghe đứng đường đó, mấy cái cục điện á mấy chỗ freeway đó và xin 1 giờ có thể là đến 20-30 đô 30-40 đô à, thì bây giờ coi người ta biết ra hơi trước tôi cũng không biết tôi cho thầy tôi chỉnh mấy đứa cháu tôi vậy cho dập cho biết ra cái hệ cho nó mà chỉnh người dân Mỹ bây giờ họ không biết hết rồi họ không cho những cái thành phần này nữa vì những thành phần đó là gọi là nghề đứng đường cũng giống Việt Nam bây giờ đó có số là nghề đứng đường vì là cái nghề mà làm nghề tàn tật ấy. Giả tàn tật giả đủ mọi cách để lừa gạt mà coi như người dân không có tấm lòng mà coi như mà nhân ái ấy, họ lừa gạt đất nước nào có quý vị giống vậy là đất nước Việt Nam đó tôi bảo đảm là đất nước Việt Nam đó, nó còn tốt hơn China với Ấn Độ đó vì Indonesia đó
về 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 Thái Lan đó. Đó. Tôi bảo đảm đúng không? Bảo đảm là coi như người mà nếu mà tính là tỷ lệ mà người nghèo với người mà sống sướng là Việt Nam mình sống sướng hơn mấy cái nước đó. China tiếng là mấy như thế chăng, dân nó nghèo lắm. Vùng sâu vùng xa cũng sống ô nhiễm lắm. Ấn Độ vậy. Ấn Độ nó cũng thế thảm lắm. Hạn chế được những cái khoa học hiện đại nhưng mà cũng nghèo lắm. Ở Indonesia vậy. À, rồi Campuchia, Lào, những nước đó nghèo hơn Việt Nam nhiều, nghèo hơn tôi bảo đảm luôn. Ai mà coi như mà đi qua đi chỗ vùng China đi, về vùng vùng thôn đó, nhà cửa tê tái lắm. Ok, chi đây? Chúc thầy.